Sáng 31 tháng 3, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân tổ chức tiêu hủy 237 khẩu súng các loại, 4 kg đạn chì, 30 dao kiếm cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác. Khi thu được trong quá trình tiếp nhận thu gom qua công tác vận động người dân giao nộp và qua công tác đấu tranh các hành vi tàn trữ, buôn bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ từ năm 2021 đến nay. Theo đó, toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được đưa vào máy cắt nhỏ, tháo rời để không còn khả năng tái sử dụng và không gây ảnh hưởng đến môi trường. Việc tiêu hủy được thực hiện theo đúng quy trình thủ tục, có sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng. Ngày 31 tháng 3, Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã di lý đối tượng Lê Xuân Viễn, 34 tuổi, trú tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bình Định để điều tra, làm rõ hành vi tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo điều tra ban đầu, Viễn là đối tượng chuyên cung cấp súng đạn cho các đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định. Quá trình công an vào cuộc điều tra, Viễn đã rời khỏi địa phương đến thành phố Hồ Chí Minh lẩn trốn. Ngày 28 tháng 3, khi phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Bình Định đã cử một tổ công tác tiến hành truy bắt. Đến 22 giờ cùng ngày, Viễn bị tổ trinh sát bắt khi đang trốn trong một khách sạn tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi di lý đối tượng từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Định, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khám xét tại nơi ở của Viễn và phát hiện thu giữ tang vật gồm một khẩu súng ngắn, một khẩu súng bút cùng một số tang vật khác. Sáng 31 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 người là lãnh đạo, đăng kiểm viên của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6109D ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, gồm Võ Quốc Phong, sinh năm 1980, Giám đốc, Lê Quốc Việt, sinh năm 1988, Phó Giám đốc, Hồ Trọng Nhân, sinh năm 1983, Trưởng phòng, Phan Công Kiên, sinh năm 1986, đăng kiểm viên và Vũ Văn Vẽ, sinh năm 1992, đăng kiểm viên. Trong đó, Phong, Nhân được xác định có hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Ba người còn lại có hành vi nhận hối lộ. Như tin đã đưa, ngày 28 tháng 3, Công an tỉnh Bình Dương thi hành lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6109D. Cơ quan chức năng xác định trong quá trình hoạt động, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6109D có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bỏ qua lỗi vi phạm của phương tiện khi thực hiện kiểm định xe cơ giới và không thực hiện đúng quy trình nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe cơ giới cải tạo để thu tiền của chủ phương tiện gây quỹ hoạt động trung tâm. Ngày 31 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đơn vị sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Quang Tuấn và các đồng phạm trong vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày. Tới thời điểm này, có 19 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó có bị cáo Nguyễn Quang Tuấn với 2 luật sư bào chữa. Theo cáo trạng, từ năm 2015, bị cáo Tuấn với cương vị là người đứng đầu, chủ tịch hội đồng mua sắm của Bệnh viện Tim Hà Nội đã có chủ trương cho một số doanh nghiệp được ký gửi vật tư. Từ đó, bệnh viện có vật tư sử dụng trước. Sau đó, bị cáo Tuấn chỉ đạo cấp dưới hợp thức các thủ tục cho doanh nghiệp trúng thầu để thanh toán. Do mối quan hệ quen biết từ trước, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn đồng ý cho công ty Hoàng Nga và công ty Kim Hòa Phát được bán các mặt hàng vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch vào bệnh viện. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định hành vi của bị cáo Nguyễn Quang Tuấn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, vi phạm luật đấu thầu, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ Bảo hiểm xã hội tổng cộng hơn 53 tỷ đồng. Liên quan đến vụ nổ súng khống chế con trai giết mẹ như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, ngày 31 tháng 3, Công an quận 12 cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ nhiều tình tiết có liên quan đến vụ án. Trước đó, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 30 tháng 3, Công an phường Tân Thới Hiệp, quận 12 nhận tin báo của chị T, sinh năm 1993, ngụ quận 12, về việc trong căn nhà tại tổ 4A hẻm TTH29, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 xảy ra vụ án giết người. Nạn nhân là bà N, sinh năm 1968, là mẹ của chị T. Chị T cho biết người sát hại mẹ mình là Vàng, là anh ruột của chị và đồng thời cũng là con của bà N. Khi công an có mặt tại nhà, Vàng đã dùng dao chống trả lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát. Trước hành động này, công an đã nổ 3 phát súng chỉ thiên yêu cầu Vàng buông dao.
Tuy nhiên, Vàng không chấp hành buộc công an phải nổ súng bắn vào chân đối tượng để khống chế. Sau đó, Vàng được công an đưa về trụ sở lấy lời khai. Qua kiểm tra, Vàng âm tính với chất ma túy. Vàng khai do không có việc làm hay tụ tập bạn bè nên thường xuyên bị mẹ la mắng và không kiềm chế được nên đã dùng dao sát hại mẹ mình. Qua điều tra, công an xác định do mâu thuẫn nên Vàng dùng dao sát hại mẹ là bà N, trừ vứt các phần thi thể xung quanh nhà. Ngày 31 tháng 3, VGA đã có thông báo chính thức do Chủ tịch Lê Kiên Thành ký. Theo đó, Hiệp hội khẳng định liên quan đến vụ việc một nhóm người chơi đánh bài poker bị Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an bắt giữ, trong đó có một số golfer và một số nhân sự của VGA mà báo chí đưa tin thời gian vừa qua. Hiệp hội Golf Việt Nam bày tỏ quan điểm đây là hành động của nhóm cá nhân diễn ra tại một khách sạn bên ngoài sân golf. Mức độ vi phạm đến đâu sẽ do cơ quan điều tra và pháp luật làm rõ, trong đó có từng cá nhân sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Về phía mình, Hiệp hội Golf Việt Nam tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm để không xảy ra những sự việc không đáng có này. Hiệp hội Golf Việt Nam sẽ tiến hành xem xét mức độ vi phạm để xử lý một số cá nhân liên quan theo điều lệ của VGA và quy định của pháp luật, đồng thời sẽ phối hợp với các sân golf, các hội golf, câu lạc bộ golf tuyên truyền giải thích về tác hại của những hành vi, thái độ ứng xử tiêu cực trên sân golf, khuyến khích các golfer giữ gìn vẻ đẹp của môn thể thao golf với tinh thần thể thao cao thượng và trung thực. Liên quan tới sự vụ Bộ Công an bắt và khởi tố tạm giam các cá nhân liên quan tới vụ đánh bạc tại Vĩnh Phúc, danh tính chính thức từng người đã được công bố vào ngày 29 tháng 3. Trong danh sách, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VGA ông Lê Hùng Nam và Phó Chủ tịch VGA kiêm Chủ tịch Hội Golf Thành phố Hồ Chí Minh ông Trần Thanh Tú là những người có mặt. Ngày 31 tháng 3, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt khẩn cấp khám xét nơi ở của đối tượng Phạm Văn Chánh, 28 tuổi, tạm trú tại 18 Bình Thái 2, Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng để làm rõ về hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người, nhiều công ty trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cùng ngày, Công an quận Cẩm Lệ đã thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng đối tượng Chánh tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Qua đó, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan vụ án, trong đó có con dấu màu đỏ, mặt dấu hình tròn có dòng chữ Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng nghi giả, nhiều bộ quân phục, áo cảnh sát cơ động có in tên Phạm Văn Chánh. Trước đó, Công an quận Cẩm Lệ nhận được thông tin tố giác của nhiều người dân, doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận về việc bị một đối tượng tự xưng là cán bộ điều tra của Công an thành phố Đà Nẵng đưa ra thông tin mình có quen biết với các điều tra viên và lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng để nhận tiền tư vấn luật chạy án hàng trăm triệu đồng cho mỗi vụ việc rồi biến mất không rõ lý do. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Cẩm Lệ đã vào cuộc để điều tra danh tính đối tượng bị nghi ngờ có hành vi lợi dụng mạo danh lực lượng công an để lừa đảo người dân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định đối tượng là Phạm Văn Chánh. Ngày 31 tháng 3, bác sĩ Nguyễn Hữu Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đóng tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, bệnh viện đang điều trị cho 18 học sinh cấp tiểu học bị ngộ độc thực phẩm. Cụ thể, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3, thầy cô trường tiểu học Trần Hưng Đạo cơ sở 2, thôn Thi Phương, Điện Phong, thị xã Điện Bàn phát hiện cháu T, học sinh lớp 5C có triệu chứng đau đầu, nôn mửa kèm theo đau bụng. Sau đó 17 học sinh cùng lớp cùng có triệu chứng tương tự như cháu T. Phát hiện sự việc, nhà trường đã đưa 18 học sinh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Trước đó, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đã mang trà sữa, trái cây lắc tự chế biến tại nhà đến lớp cho các em ăn uống. Sau bữa ăn khoảng 15 phút thì các em xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung thông tin thêm hiện tại sức khỏe của các cháu học sinh bị ngộ độc thức ăn đã ổn định, người nhà các em xin được xuất viện. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, bệnh viện vẫn để các em ở lại theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Trung tâm Y tế Điện Bàn đã thu thập mẫu thức ăn gửi Viện Pasteur Nha Trang.